전 세계 각국이 변이 바이러스에 대한 우려로 국경을 닫으며 외국인 입국을 금지한다는 뉴스가 연일 쏟아져 나오고 있는데요. 이러한 상황은 베트남도 별반 다르지 않습니다. 코로나 확산 후 베트남 정부는 외국인 입국자들에 대한 4주간의 격리를 요청하고 있는 상태이고 현재까지도 이러한 조치는 변경되지 않은 상태에서 지난달 말 한동안 중단되었던 기업인 특별 입국이 재개된 상태입니다. 항상 갈 사람은 많고 갈 방법이 없다 보니 이러한 심리를 이용한 사기가 항상 기승을 부리게 되는데요. 지난주 특별입국과 관련하여 가짜로 서류를 조작하여 한국인들을 입국시킨 현지 한국인들이 체포되었다는 뉴스가 전해졌습니다. 현재 백신 접종 완료자 7일 격리 조건으로 개별 입국 추진이 7월 말에 준비되고 있다는 소식도 전해지고 있는데요. 무엇보다 베트남도 한국도 코로나 상황이 좋아져야 교류가 다시 시작될 것 같은데 지금 같아선 매일매일 확진자가 신기록을 갈아치우고 있는 중이라 정책이 어떻게 바뀔지 예측도 못할 것 같습니다. 오늘은 다낭에서 벌어진 한국인 특별입국 불법 알선 조직 적발과 관련된 소식을 현지 신문을 통해 알아보도록 하겠습니다. 베트남 방송에선 어떤 소식을 전달했을까요? 베트남 소식, 베트남 뉴스. �ắt 3 người Hàn Quốc tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công an Đà Nẵng vừa bắt Phó Chủ tịch Hội Người Hàn Miền Trung cùng hai người có quốc tịch Hàn Quốc liên quan đến việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 9 tháng 7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt 3 bị can là người Hàn Quốc liên quan đến việc tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Cụ thể, các bị can gồm Lý Quan Sang, 53 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Người Hàn Miền Trung, Seo Jang Hin, 48 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Han In Hee và Song Hong Sap, 49 tuổi, trú chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, chủ công ty môi giới Khan Vina. Theo kết quả điều tra ban đầu, cả ba người Hàn Quốc này đã có thời gian sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lợi dụng chính sách nhập cảnh của Việt Nam cho chuyên gia nước ngoài, Lý Quan Sang và Seo Jang Hin đã đứng ra tổ chức khảo sát nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ, xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp, tổ chức toàn bộ quy trình nhập cảnh của khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thông qua quảng cáo trên mạng Internet, Song Hong Sap tiếp nhận thông tin khách hàng có nhu cầu nhập cảnh và gửi thông tin này đến Seo Jang Hin làm các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh. Sau đó, các giấy tờ này được giám đốc các công ty có tên Vajose, Thes, Phúc Tre và Nelipe ký, đóng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là chuyên gia làm việc tại các công ty. Bằng thủ đoạn này, Lý Quan Sang, Seo Jang Hin và Song Hong Sap đã tổ chức cho số khách Hàn Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam trong 4 đợt. Hiện cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để làm rõ. Trong khi đó, những người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép đa phần thất nghiệp, lao động phổ thông, tài xế taxi, không phải chuyên gia và sau khi nhập cảnh thì hoạt động tự do, không làm việc cho công ty bảo lãnh như mục đích ban đầu. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt, khởi tố gần 20 bị can liên quan và tiếp tục mở rộng đường dây này. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính một số căn hộ thuộc The Boy Villa, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam.